thành công được hạ thấp bản thân, cho dù vụ không học theo quy sư tỷ, để xứng đáng với vị sư huynh. Sư tỷ, để khen ta, hay là bắn tay vậy? Hả? Tất nhiên là khen muội. Được, ta tạ sư tỷ. Tỷ nói như vậy, trong lòng ta thấy dễ chịu hơn nhiều.